theo yêu cầu của một số rất đông các chị em muốn mình khuyên chia sẻ món cháo gỏi vịt. Hôm nay mình khuyên chia sẻ cách pha nước mắm trộn gỏi cũng như là cách pha nước mắm gừng để mà ăn cùng với lại gỏi vịt và cách nấu cháo sao cho thơm ngon. Và bây giờ sẽ cùng vào bếp để làm món cháo gỏi vịt. Một dĩa gỏi ở đây, hấp dẫn chưa? Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm trước mình khuyên chia sẻ món cháo gỏi gà thì các bạn nhắn tin rất đông luôn, yêu cầu món cháo gỏi vịt mà mãi tận đến hôm nay hơn nửa năm rồi mình khuyên mới chia sẻ được. Đây là cái thành phần nguyên liệu mình sẽ có để làm món này. Mình có củ hành tây, gừng, tỏi, ớt, chanh. Những cái này mình khuyên sẽ để thành phần cụ thể bên dưới màn hình video. Rồi có rau để mình trộn gỏi thì sẽ có rau muống, bắp chuối bào hoặc là chuối cây. Nhưng mà ở đây không có thì mình sẽ trộn với lại bắp cải nè. Có mấy cọng rau muống ở nhà trồng, rồi củ cải rốt. Ngoài ra nếu như mình có thì thêm cải trắng, giá, rồi bắp chuối bào ra đó, chuối cây nữa nha. Nhưng mà không có thì tạm đỡ cái này đi, bởi vì mình ở xa xứ mà. Rồi có rau răm, nhưng mà không có rau răm thì đây là những cái loại rau mình khuyên thay thế, đó là húng quế, tức là rau quế, rồi húng lủi, tức là rau giống như là dạng bạc hà. Rồi mình có đậu phộng. Rồi nếu như mà mình có hành phi thì lấy hành phi ra, không có thì sẽ tự phi, giống cái video hôm trước mình khuyên chia sẻ rồi. Và đừng quên bánh tráng mè để ăn kèm với lại cháo gỏi vịt. Nấu cháo sẽ có đậu xanh. Đậu xanh có thể lấy cái đậu xanh giả này cũng được, hoặc là đậu xanh bỏ hạt cũng được, hoặc là đậu xanh nguyên hạt cũng được, nhưng mà mình phải giả ra. Rồi có nếp và gạo tẻ, tức là gạo bình thường mình trộn vô để mình nấu cháo cho nó có cái độ dẻo. Rồi ngoài ra mình có một con vịt nữa. Đây là con vịt 2 kg 3, dùng enter, tức là con vịt non đó. Thì cái cách rửa vịt thì mình khuyên chia sẻ hôm trước rồi, trong món vịt quay. Tức là mình sẽ ngâm rượu gừng, mình rửa với muối, giấm thì để cho nó không có hôi lông. Mình sẽ nấu một nồi nước 2,5 lít, tức là 10 cốc. Một củ hành tây chẻ đôi, 40 gram gừng cắt lát, là mình đập dập ra. 25g đường phèn, muối 25g. Nếu như nhà mình có ăn bột ngọt thì cho một chút xíu, một nhúm nhỏ. Sau đó nấu cho nước sôi sủi tâm. Khi mình nghe nó hơi reo reo trong đó là được rồi. Mình đừng để sôi quá, nếu mình để sôi là mình luộc cái vịt nó sẽ bị đỏ thịt. Còn nếu như mà mình để nó không sôi là vịt nó mất cái chất ngọt. Cho vô là mình ấn nó xuống, nước bây giờ nó cũng hơi nóng ấm lên á, nóng gần phỏng tay. Rồi nấu chờ cho sôi, vớt bọt. Nhớ là khi mình cho nước vô là cái con vịt nó xăm xắp như vậy nè. 2/3 chén gạo, thêm nếp, 1/3 nữa, tức là một chén gạt ngần gạt ngang như vậy nè. Cái mình sẽ cho thêm đậu xanh vô, một nắm tay nhỏ, lưu ý là đừng cho nhiều quá. Cái lượng đậu xanh mình cho nó sẽ bằng khoảng 1/8 hoặc là 1/10 của cái này. Sau đó mình đi vo sạch, rồi mình ngâm ở đây. Trộn lên mình sẽ thấy cái tỷ lệ như vậy nè. Đừng cho nhiều đậu xanh quá. Và mình ngâm ở đây nha.
Sau khi nước sôi, mình vớt bọt. Để cho nước trong, anh chị em và các bạn đừng có nêm cái bột nêm. Lưu ý là mình chỉ cho cái cổ thôi, còn cái bộ lòng á, đừng cho bây giờ, mình cho là nó đen con vịt á. Bộ lòng mình sẽ cho sau cùng nha. Sau đó thì mình cho cái gốc ngò, cũng như là cái gốc của rau húng lủi, hoặc là gốc của rau răm. Mình có thì mình cho vô cho nó thơm. Đậy nắp lại và mình luộc từ từ ở đây. Con vịt to thì luộc khoảng 45-50 phút ở lửa nhỏ trung bình. Và khoảng 25 phút mình quay lại mình trở nha. Đừng để lửa lớn, để lửa trung bình nhỏ thôi, để luộc từ từ. Mình để 50 phút. Một củ tỏi 50g. Mình xay để làm tỏi phi. Và anh chị em và các bạn có thịt và mỡ đó, mình có thể làm thêm cái tóp mỡ nữa. Tiếc là hôm nay mình thiếu tóp mỡ rồi. Múc ra đây khoảng một muỗng cà phê, để chút nữa mình pha nước mắm. Tùy theo mình thích ăn nhiều hay là ít thì mình pha gừng nhiều. Ở đây là 50g gừng. Nên cắt ra để chút mình xay nó không có bị sơ. Hoặc là cũng có thể giả dập cũng được. Mình nên làm gừng non để nó không có bị đắng, cũng như là nó không có bị hăng cái mùi gừng. Và đồng thời nó cũng không có cay để cho con nít ăn được. Và gừng non nó sẽ ra cái màu đẹp. Tiếp theo là ớt. Cũng xay luôn. Thỉnh thoảng nhớ vớt bọt nha. Mình phải làm sao để khi mà mình luộc ra là con vịt nó phải trắng, sạch sẽ, nó đẹp thì nó mới hấp dẫn được. Và nhìn mình thấy nó sôi nhẹ nhẹ vậy đó. Tùy theo mình thích làm nhiều ít. Cái này là mình quan trọng là nước trộn gỏi. Còn cái gỏi này thì mình thích làm bao nhiêu thì mình bào bấy nhiêu. Lấy nguyên cái bắp cải bào luôn, rất tiện. Mỏng mỏng vừa phải. Như vậy là vừa nè. Rồi tiếp tục bào hết nha. Mình bào khoảng vài chục giây là hết luôn cái bắp cải này đó. Hồi xưa lúc mà mình mới mua cái đồ bào, mình về mình mua nguyên cái bắp cải, cái mình bào hồi ra hai thao luôn. Cái đồ bào này nó theo mình 15-16 năm rồi, à nó vẫn bén. Đó, nhiều chưa? Sau khi bào xong, chị em mình sẽ đi rửa thật là nhiều nước. Rồi ngâm trong nước đá lạnh hoặc là nước lạnh. Ngâm nước đá lạnh để cho nó giòn, cũng như là đồng thời nó không có hôi cái mùi bắp cải nữa. Nãy giờ mình luộc được 25 phút. Bây giờ lật lại. Rồi tiếp tục, lửa cũng thật nhỏ luôn nha. Khoảng 20 phút nữa. Cho đến khi mình xăm vô cái đùi mà mình thấy nó chín, không còn bị ra máu nữa. Nếu mình thích thêm củ hành nữa cũng có thể bào củ hành vô luôn. Và nhớ cho nước đá. Cho nước xăm xắp.
Rồi để đây nha. Và chỉ cần 1 phút trong lò vi sóng microwave, rất nhanh mình đã có bánh. Thêm một cái nữa, bây giờ nóng quá. Cà rốt mình cắt dày khoảng 3 ly. Có củ cải trắng lại càng ngon. Sau đó mình lấy dao răng cưa, mình sắn ra để mình được những cái miếng như vậy. 200g cà rốt, mình cho 4 muỗng canh giấm táo, tức là 40ml, bởi vì hôm nay là mình muối khẩn cấp. Đây là giấm táo đây. 1 muỗng canh vung đường khoảng 20g. Sau đó trộn lại và để ở đây cho chua. Mình cũng có thể làm giấm trắng hoặc là làm chanh cũng được. Sau khi mình luộc được 40 phút, mình kiểm tra ngay cái ruồi, mình xăm vô, thấy cái dịch nó không có bị đỏ máu nữa đó, là lúc đó chín. Và cũng tùy theo con vịt nó già hay là non, có thể dao động từ 40 cho đến 50 phút. Xăm vô đây để kiểm tra ngay chỗ dày nhất, mình thấy nó không có bị đỏ máu nữa nè, đã chín rồi. Vớt ra, sau đó mình đi rửa qua nước lạnh để cho những cái đen đen này nó sạch sẽ nè. Gạo sau khi mình ngâm, đổ ra cái rây để cho ráo nước. Để cho tỏi phi được giòn, mình cũng có thể phi trong mỡ, mỡ heo đó. Nhưng mà hôm nay mình phi dầu. Và không cần đợi dầu nóng, mình sẽ cho tỏi vô luôn để cho tỏi không bị đắng. Và cứ đảo từ từ cho đến khi tỏi nó vàng nâu lên. Rồi hơi như vậy là được rồi nè. Chút nữa ra nó sẽ vàng hơn đó. Rồi đổ ra cái rây, lọc lấy cái tỏi. Còn cái dầu thì mình bỏ riêng ra. Sau đó mình cho lại 1 muỗng canh cái dầu. Rồi xào gạo, hay còn gọi là rang gạo. Lúc này gạo nó cũng ráo nước rồi. Nêm vô đây 1/4 muỗng cà phê muối. 1/4 muỗng cà phê đường. Sau đó thì mình cứ đảo đều. Và đảo cho đến khi mình thấy hạt gạo trong. Rồi sau khi nãy giờ mình đảo cũng khoảng được 5 phút hoặc là 7 phút gì đó, hạt gạo mình đã thấy nó trong ra nè, nó chín rồi đó. Sau đó mình lấy cái rây, rây cái nước lúc nãy đã nấu dịch vô đây, để mình bỏ những cái hành với lại ngò, và tùy theo mình thích nấu bao nhiêu cũng được nha. Nấu nhiều ít tùy theo gia đình mình. Cái nồi này mình nấu 10 người ăn luôn đó. Bây giờ mình ra thấy là 3,5 lít nước. Phía bên dưới nó có mấy cái cặn á, mình bỏ ra luôn, không thôi hồi cháo nó lợn cợn không ngon. Rồi mình để nắng khoảng 2-3 phút, sau đó mình vớt mỡ nếu mà không có thích ăn béo. Nhiều mỡ lắm, nó khoảng một chén to mỡ luôn. Thành thử ra nên vớt ra. Nhiều chưa? Quá trời. Cho gan, mề, rồi tim luôn. Sau khi nước sôi lại, mình cho toàn bộ cái gạo đã rang vô, khuấy một cái. Rồi mình sẽ nấu lửa nhỏ, từ từ cho nó chín. Sau đó đậy lại tiếp tục nấu cho cháo chín. Sau khi mình nấu được khoảng 10 phút thì nhớ vớt cái này ra. Có lần mình khuyên nấu cháo quên dặn vớt các bạn này, không nhớ để vớt luôn.
để lâu quá nó chín cứng. Tiếp theo là mình sẽ pha nước mắm. 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh gạt ngang, 2, 3. Nước mắm ngon 3 muỗng canh. Nước mắm 40 độ đạm, nếu mà nó thấp đạm hơn á thì mình sẽ cho nhiều hơn chút. Bởi vì cái nó đậm độ đạm, nó cao độ á thì nó mặn. Thế là 30ml và 40g đường hoặc là 45g đường. Sau đó quậy tan. Lượng nước để mà trộn gỏi mình sẽ cho 4 lần lên, tức là nãy mình có 3 muỗng đường hoặc là 3 muỗng nước mắm thì mình phải cho 12 muỗng nước, tức là 120ml. Lượng chanh hoặc là giấm cũng bằng với lại cái lượng nước mắm hoặc là bằng với lại lượng đường. Thế này cho khoảng 3 muỗng canh. Chanh, mình lấy chanh xanh 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng. Ở bên ngoài là người ta sẽ làm giấm đó, có thể cho 3 muỗng rưỡi hoặc là 4 muỗng canh chanh, tức là khoảng 40 cho đến 45ml. Đây là nước mắm để chút nữa mình trộn gỏi. Có thể cho thêm một xíu gừng, xíu tỏi, xíu ớt. Nước mắm chấm tùy thích có thể làm nhiều hay ít. 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh gạt ngang, 2, 3. Nước mắm ngon 3 muỗng canh. Nước mắm 40 độ đạm, nếu mà nó thấp đạm hơn á thì mình sẽ cho nhiều hơn chút. Bởi vì cái nó đậm độ đạm, nó cao độ á thì nó mặn. Thế là 30ml, 40g đường hoặc là 45g đường. Mình cho chanh, chanh xanh khoảng 1,5 muỗng canh chanh. Và mình nếm lại nha. Nước mắm này nó phải sệt như vậy đó, mình chấm dịch nó mới ngon. Gừng mình hơi vắt ra để cho nó không có bị hăng. Và cái nước gừng này mình có thể cho vào trong cháo. Sau đó mình lấy cái sát, nhớ là đừng có vắt quá, vừa phải thôi, để nó cũng còn cái vị cay đó. Rồi từ từ cái này nó sẽ tan ra. Và nước mắm nó phải có cái độ sệt như vậy nè, mình chấm nó mới ngon. Nó đậm đậm á thì chấm thịt vịt mới ngon. Mình để ở đây chút xíu nữa nó tan hết đường rồi, mình sẽ nếm lại là mình thấy nó vừa. Bởi vì bây giờ đường nó chưa tan. Đậu phộng sau khi mình rang vàng xong, mình lấy bỏ hết cái lụa ra. Rồi mình giã dập. Giã đừng có nát quá. Rau đừng cắt nhỏ quá, cắt sơ sơ thôi. Bởi vì nếu mình cắt nhỏ quá chút nữa nó mất tiêu hết luôn. 2cm. Nồi cháo chín. Cháo mình không cần phải nêm lại, bởi vì ban đầu mình nêm vậy là vừa luôn rồi đó. Cái nồi cháo nó vừa luôn. Và mình càng nấu lâu á thì cháo nó càng hơi nở một chút. Cho vậy mà nãy giờ mình nấu cháo này cũng khoảng 1 tiếng á. Đây là thích hợp cho các chị em mình bán, tức là mình sẽ nấu cho nó nóng hoài đó mà cái cháo nó không có bị đặc. Cho một chút xíu tiêu. Mình cho ít thôi, chút nữa ra ngoài đó mình cho thêm ở trong tô. Và vừa ăn rồi. Cũng như hành mình sẽ cho khi ra tô. Nhìn ở đây mình thấy cháo nè. Đó, cái hột đậu xanh nó vừa phải thôi. Mình sẽ sử dụng một cái thau lớn lớn để trộn gỏi. Lượng rau của mình là 800g. Khi ăn thì mình mới cho cái nước mắm trộn gỏi vô.
cho rau. Sau đó thì mình trộn lên, chừa cái này chút xíu nữa mình cho lên trên nữa. Tay mình rửa thật sạch, mình trộn đều lên nha. Cái này khi mình đi ăn đó là người ta sẽ chế nước mắm lên, thì mình tự trộn. Anh chị em và các bạn nào thích đeo bao tay thì có thể mang vô rồi mình trộn tùy thích. Mình khuyên rửa tay sạch sẽ, trộn cho nó sạch. Nước mắm nó có độ sệt như vậy đó. Ngon chưa? Sau đó thì cho tỏi phi giòn rụm luôn, rồi hành phi, chừa lại một chút mình cho lên cháo, rắc lên một chút xíu đậu phộng, rồi sau đó mình cho ra dĩa, trộn sơ sơ lại. Sau cùng thì mình sẽ cắt vịt ra, hoặc là lấy dao mình chặt cũng được, nhưng mà cắt cho nó đỡ cái băng. Đến bước này thì chắc là anh chị em và các bạn mình đều biết. Đó, cái thịt vịt ngon chưa? Chín. Quá ngon luôn. Tiếp tục mình cắt hết ra, thầy cho lên trên cái dĩa của mình. Sau đó thì cho vịt lên. Cầm cái dĩa kia qua, dĩa thịt đó cho mẹ. Cho thêm bên đây nữa. Quá chừng hấp dẫn luôn. Ngon chưa? Để lên hai cái đùi. Phía bên trên mình cho lòng, gan, tim, mề. Cho thêm cà rốt. Một chút xíu rau thơm lên trên nữa. Đậu phộng. Cuối cùng là hành phi. Và từ nay khi mà thèm cháo vịt thì cô bác anh chị em và các bạn có thể tự nấu cháo luôn tại nhà, không cần về Việt Nam. Cháo ngon chưa? Độ đặc vừa phải luôn. Bây giờ mình sẽ cho ra tô và cho hành lá lên trên. Cháo ngon quá trời. Rồi cho hành lá. Có thể cho thêm rau răm. Và đừng quên cho tiêu. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món cháo gỏi vịt. Cháo ở đây nè. Còn vịt ở đây nữa. Cũng như là cách pha nước mắm gừng xay cho thơm ngon. Cách nấu cháo đúng theo kiểu cho vịt thanh đa. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn nấu thật ngon, ăn thật ngon. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Rồi bây giờ mình thử nha, nước mắm có cái độ sệt ngon chưa? Nó đậm đậm nó mới ngon khi mà mình chấm cái thịt vịt hoặc là thịt gà. Rồi miếng này ngon nhất nè.